Hello, xin chào mọi người nhé. Đây là mô hình nấm sạch tại nhà của hàng xóm của mình nha. Mình sẽ cho mọi người xem đây này. Nấm mọc rất là nhiều luôn, nhìn mê quá các bạn ơi. Đây là nấm sò nha mọi người. Và bằng rơm nha. Rơm sạch nha mọi người. Đây cũng là bước khởi nghiệp của bạn đấy. Nhìn nấm mọc rất là mê luôn. Nhiều quá các bạn ạ. Đấy. Đây này các bạn, mình cũng chưa biết cách làm nấm này đâu. Tại vì nhà mình không có rơm nên là mình không có đăng ký làm. Đây là bạn đấy có rơm nên là đăng ký làm nấm. Đây là việc làm tại nhà mà kiếm ra nhiều tiền nhé các bạn ơi. Bạn xem nấm nó mọc rất là nhiều luôn này. Nhìn rất là mê luôn. Khi nào mình có thời gian đấy, mình sẽ quay cho các bạn mà về cái quy trình trồng nấm này nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé.